Xin chào mừng các bạn đã đến với học Excel online. Xin chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của học Excel online. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi trả lời một câu hỏi tại sao chúng ta nên dùng bảng? Ở trong Excel có thể nhiều bạn đã làm việc với Excel rất là lâu rồi nhưng mà đã bỏ qua cái chức năng rất là hay của Excel đó là sử dụng bảng chúng ta có một cái ví dụ sau đây bây giờ chúng ta có một cái bảng tra gồm có mã nước và điểm ở cột thứ hai bây giờ chúng ta sẽ muốn tính điểm hay là tra cứu điểm của các cái nước này ví dụ như là nước Việt Nam ở trong ô F5 chẳng hạn Vậy ở trong ô G5 chúng ta có thể có một cái công thức VLOOKUP rất là đơn giản như sau VLOOKUP này, giá trị để lookup là trong ô F5 Sau đó Table Array Thì chúng ta sẽ cho mã và điểm như thế này Sau đó chúng ta có Column Index là cột thứ hai sau đó range lookup chúng ta sẽ để là false. Như vậy thì cái um, hàm vlookup này không có vấn đề gì cả, nó đã cho lại đúng điểm của Việt Nam rồi. Bây giờ tương tự như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hàm index và match thử xem sao. Index này đầu tiên là array, chúng ta cần lấy cái index của cái gì thì chúng ta sẽ cho vào đây là từ B6 cho đến B11. Hàm uh, match tiếp theo chúng ta sẽ ghi hàm match vào đây, Lookup value chắc chắn là f5 rồi. Sau đó chúng ta sẽ tìm f5 này ở đâu? Chúng ta sẽ tìm f5 trong a6 cho đến a11 và chúng ta sẽ trả lại là exact match. Chúng ta sẽ đóng ngoặc lần thứ nhất, đóng ngoặc lần thứ hai, bấm enter và tất nhiên chúng ta sẽ cũng được cái dữ liệu hay là cái kết quả giống hệt như là ở hàm vlookup. Bây giờ tại sao chúng ta lại có thể thay đổi và chúng ta À, ví dụ ở đây chúng ta có thấy một nước là RU là Russia là Nga chẳng hạn với số điểm là 10.000. Bây giờ chúng ta thay cái ô F5 này bằng RU thế các bạn có thể nhìn thấy cả hai cái kết quả này của chúng ta nó bị sai. Nó không có tính đảm bảo làm cho chúng ta có thể uh, trong cái bảng tính của chúng ta chúng ta thêm dữ liệu vào thì công thức này nó không tự động thay đổi để phù hợp với cả cái sự thay đổi đó. Bây giờ thì làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được điều này? Thì để được giải quyết được điều này thì thứ nhất là hàm Vlookup thì tương đối là khó để mà giải quyết điều này. Hàm index và match thì nó sẽ giải quyết việc này dễ hơn một chút thì các bạn có thể thấy được là ở đây chúng ta sẽ sửa lại cái hàm index và match này như sau đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ cái số 6 và bỏ cái số 11 ở đây đi thì các bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ tra cứu theo cả cột B luôn F5 chúng ta vẫn giữ nguyên và cột A thì chúng ta lại bỏ A và bỏ số 11 này bấm enter thì với cái hàm index kết hợp với match thì nó đã tốt hơn cái hàm ở đây là hàm vlookup rồi nhưng mà có một cách nữa để chúng ta có thể thực hiện được cái điều này đó chính là cái cách sử dụng bảng để mà kẻ bảng ở trong excel thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ đánh dấu từ ô a5 cho đến ô b12 sau đó chúng ta bấm vào thẻ insert sau đó chọn table và chúng ta sẽ nhớ đánh dấu vào là my table has headers ở đây rồi bấm ok thì các bạn có thể nhìn thấy vì Excel nó đã định dạng cho chúng ta cái bảng này như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để có thể viết được công thức. Và trước khi viết công thức thì chúng ta sẽ bấm chọn bảng và ở trong thẻ design này này, chúng ta có thể thay đổi tên cái bảng này để cho nó gắn gọn và dễ hiểu hơn. Ví dụ bảng này chúng ta sẽ đặt tên là bảng điểm chẳng hạn, bảng điểm. Bấm enter một cái. Bây giờ thì với cái bảng điểm này chúng ta sẽ sử dụng công thức như sau Chúng ta sẽ sử dụng công thức VLOOKUP nhé VLOOKUP này giá trị LOOKUP là cái giá trị ở đây là F5 Bảng của chúng ta thì chúng ta sẽ cho bảng điểm vào như thế này thôi Sau đó là Column Index thì chúng ta vẫn để là cột 2 Range LOOKUP chúng ta để là False là Exact Match bấm enter xuống một cái thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là ru ok bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái nước nữa vào đây có cái nước gì mà mình nhớ ví dụ là china là cn chẳng hạn sẽ có số điểm là ba con chín bây giờ chúng ta sẽ cho cn vào đây bấm enter một cái thì các bạn có thể nhìn thấy cả cái công thức index và match này và cả cái công thức mà vlookup mà sử dụng bảng này nó đều không bị sai khi mà chúng ta thêm những cái dữ liệu mới vào và ngoài ra đặc biệt hơn Ví dụ như sau chúng ta có một cái công thức tính xăm chẳng hạn Mở ngoặc ra một cái Bình thường thì chúng ta sẽ phải quét dữ liệu như thế này Đấy Thì uh, nếu mà ở đây là một cái vùng bình thường Thì các bạn có thể nhìn thấy xăm Nó sẽ có cái tham chiếu đến cái vùng đó Là C6 đến C13 Nhưng vì các bạn đã định dạng cái vùng này là bảng rồi Thế nên khi các bạn quét từ B6 cho đến B13 chẳng hạn Thì các bạn có thể nhìn thấy cái cú pháp ở đây là bảng điểm sau đó là mở ngoặc vuông sau đó là đến tên của cột rồi đóng ngoặc vuông lại thì chúng ta cũng có thể tính tổng được rất là đơn giản và chúng ta không sợ khi mà chúng ta thêm những cái nước khác vào đây ví dụ như AU chẳng hạn 10.000 1.000 chẳng hạn thì cái kết quả của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi theo ngay lập tức nó sẽ nhảy theo cái kết quả này cho chúng ta thì đây là cái cách mà chúng ta có thể uh, sử dụng cái bảng này rất là đơn giản và mình sẽ nói với các bạn một cái hay nữa khi mà chúng ta sử dụng bảng Đó chính là ví dụ chúng ta lại tiếp tục với hàm xăm Chúng ta có thể chọn toàn bộ một cột của bảng bằng cách là di chuột đến cái tiêu đề của bảng đó Di chuột đến khi nào chuột nó biến thành cái hình mũi tên chỉ xuống màu đen Chúng ta bấm một cái thôi là chúng ta đã điền được cả cái cột đó vào trong công thức rồi Bấm Enter một cái và chúng ta sẽ được một cái loạt công thức rất là dễ hiểu bởi vì là ở đây chúng ta nhìn thấy ok chúng ta muốn tính cái gì chúng ta muốn tính điểm của bảng điểm thì nó nhìn thấy hết ở trong này rồi cảm ơn các bạn đã truy theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau